Các bạn thân mến, hôm nay mình chia sẻ với các bạn câu chuyện về sức chịu đựng của con cá beta. Cá beta có thể nhịn đói trong bao nhiêu ngày và có thể thở không khí trong một cái bọc là bao nhiêu ngày. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về câu chuyện con cá beta của mình. Mình có một cái đơn hàng đi Hải Dương ngày 30 tháng 1. Và theo như các bạn đã biết, do dịch Covid thì con cá của mình bị kẹt lại ở huyện Cẩm Giàng. Thì lúng lúc đó là Tết luôn, không thể nào giao được, mà lại là bị toàn tỉnh Hải Dương là bị cách ly. Cho nên con cá sẽ nằm trong kho ăn Tết. Và Tết xong cũng vẫn không giao được, và con cá chuyển hoàng về đến mình. Và đến ngày 3 tháng 3 thì cá về tới Long Xuyên. Thì đây các bạn có thể nhìn cái hình con cá đó. Về buổi chiều thì lúc đấy chưa có khui bọc ra, là cho con cá nó còn vẫn còn sống. Sau 32 ngày hiện tại con cá đang nằm trong bọc đó, vẫn mạnh khỏe bình thường, không thấy gì hết. Và các bạn thấy đó, qua 32 ngày một con cá vẫn là rất khỏe, chỉ hơi ốm một tí thôi. Và hiện tại lúc đó thì mình chưa có khui bọc, mình để đó. Và đến khi chiều tối thì mình, khi mình về thì bắt đầu mình thả con cá ra keo. Ở đây là con cá buổi chiều tối mà mình chuẩn bị mình cho nó ra keo ôm lại. Ở đây là mình chuẩn bị mình cắt bọc. Các bạn thấy con cá vẫn còn khỏe mạnh đó. Rồi sau khi mình cắt bọc, mình đổ cá ra, chúng ta thấy rằng cá beta chịu nóng chịu lạnh rất là dở, nhưng nhịn ăn thì rất là lâu. Chúng có thể nhịn ăn thời gian rất dài mà vẫn không sao.